Hello, chúng mình quay trở lại với Trần Văn Tùng và đến với một dự án đường trên của Sutrimer. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một dự án đa rước thiếu đốt đi tốt anh em nhé. Con bài đang có 100% tỷ lệ thắng của Sutrimer tại rank hàn và cùng xem xem là nó sẽ mạnh như thế nào và khắc chế những con tanker ra sao nha. Let's go. They will regret opposing me. Ok, ngày hôm nay sẽ là giao án gặp một con Scatner đi tốt anh em nhé. Hôm trước thì mình đã làm cho anh em xem cái giao án đa rước thiếu đốt gặp một con Sante rồi. Thực ra thì kèo đó là một kèo mà con Darius nó sẽ có được cái sức đi đường rất mạnh với phép bổ trợ thiếu đốt. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục là kèo đấu gặp một con tanh cơ rất hot ở tại Meta đó chính là con Skarner đường trên. Thì cùng xem xem là xử lý với thiếu đốt thì nó có gì khác kèo gặp Sante không. Ngọc tải thợ hợp cho anh em tham khảo con Darius thiếu đốt đi tốt sẽ là chinh phục hấp thu sinh mệnh huyền thoại tốc đánh cùng với chỗ trận cuối cùng bằng phụ lấy thấu thị vũ trụ và bánh bí quy có một điểm thay đổi là lấy cái thấu thị ở bảng phụ không phải lấy nhánh kiên định nữa anh em nhé lấy cái thấu thị để lấy hồi chưa phép bổ trợ thiếu đốt cùng với tốc biến chỉ số ngọc nhưng dưới sẽ có một cái kháng hiệu ứng ở đây Tốc đánh sát thương thêm và kháng hiệu ứng anh em nhé Không lấy máu Vì Skagner nó sẽ có hai cái CC rất là mạnh Đó là E cùng với R Ngoài ra thì Q và W của nó cũng có thêm một chút làm chậm Một trận đấu ở mức ừ. rank tầm cao thủ và đại cao thủ Nhưng mà có ông... Có ừ. ông giác ừ. ừ. bạch ừ. kim lạc vào đây nhờ à nhầm ừ. lục bảo ừ. lạc vào đây nhờ hello ừ. cao dữ ấy nào cùng xem xem là xử lý với thưa đốt đi đường như thế nào anh em ơi Ngày hôm nay thì mình mở thêm cái phụ đề ha Mở phụ đề cho anh em nào mà biết tiếng Trung thì có thể Theo dõi luôn Chắc bị khởi đầu vẫn là kiếm Doran của cái bình máu anh em nhé Lấy kiếm Doran để đánh Odin với 5 sách. Điểm yếu của con Skarner nó cũng là một con tướng Odin không mạnh nó cũng giống như là kèo Aatrox cùng với con uh, Skarner á uh, Là Aatrox sẽ lựa lựa cái góc đánh ba quy trí mạng cái xong giật về Còn đánh câu gì ở với nó là đánh không lại anh em nhé Thì con Darius lại là con tướng thích all in Và all in với 5 stack thì sát thương của Darius rất nhiều với thủ đốt Nên level 1 mình nghĩ là có thể suy nghĩ câu chuyện là chặn luôn 6 con lính để deny lính đối phương Tất nhiên là phải hết sức cẩn thận nha Con Skarner đứng trước trụ của nó để chặn lính là nó có thể nâng vào e các bạn phải đảm bảo là nó phải nâng vào Q các bạn hãy chặn lính thì cứ bước lên đánh tay vài đòn là biết đối phương nâng Q hay nâng e liền là anh ấy còn nếu đối phương không nâng kỹ năng mà đối phương không tung kỹ năng á thì đứng xa xa nó một tí đừng đứng sát người nó quá đứng sát người nó quá là nó sẽ e e của scarner thì nó là dạng đẩy nhưng mà cái trước cái nhịp đẩy đó nó lại là một cái dạng mà dịch chuyển nếu các bạn có chơi Scatter đường chơi các bạn sẽ biết nó sẽ có một cái cú dịch chuyển nhẹ Nếu mà đứng sát người con Skarner gì sông dưới đánh nhau căng giữ ấy Cắm mắt ở khu vực sông trên Và đang có một tình huống núp lùm đến từ Sochomung Sau đó thì chấp nhận lộ vị trí luôn Skarner đánh bằng khiên đau ra Nâng đúp cấp 1 đến từ Sochomung Đối phương vừa ném đá đúng không À nâng quỳ ha không có nâng e ha Rồi đánh tay W Đánh tay 3 stack xương xương Sau đó thì đánh tay W 5 stack ha thêm một đòn đánh tay năm stack nữa đến từ Darius của sao đối phương không biết là có ăn được kinh nghiệm hay không nhưng mà dính năm stack ở level 1 và mất hơn nửa cây rồi đó này level 2 chắc là chết luôn đấy anh em level 2 với thứ đó chắc chết luôn rồi Bot đánh nhau rất căng đánh tay nhưng mà W lưu thì không đủ tầm rồi nhấp nhả hết kinh nghiệm lên level 2 được hay không vẫn chưa lên level 2 à ơ ờ, lâu thế còn một con lính nữa lên hai đây là lên level 2 rồi đối phương bị kéo e đánh tay sau đó giật về một nhịp đánh tay W Thêm một đòn đánh tay nữa Sau đó đẩy thiêu đốt Đủ đám không? Đối phương cắn bánh bích quy Một máu à Cái gì đấy? Một máu à Skagner đã có một pha cắn bánh Và nó còn đúng một máu anh em ơi Đây là một pha level 2 với cú kéo E Đối phương vẫn up level 2 kịp ha Kéo E đánh tay sau đó thì Giật về một nhịp nha các bạn để ý cái nhịp giật về của con Darius này tức là kéo e đánh tay sau đó thì giật về một nhịp cái nhịp giật về để tránh cái e con scarner các bạn đánh tay w sau đó thì đây là cái khoảng cách mà cứ nhấp nhả liên tục để tránh việc con scarner nó sẽ e các bạn vào trong trụ sau đó thì thiêu đốt đối phương còn đúng một máu anh em à xui dữ vậy còn đúng một máu đây anh em này <laughs> Ây da à hết xui rồi anh em ơi <laughs> Một máu biết sao giờ <laughs> Không đủ sát thương với tình huống cắn đánh bị quy của Skarner Lý do vì sao khởi đầu bằng kiếm Doran Bởi vì kiếm Doran là trang bị đánh Odin rất là mạnh anh em nhé Đánh cấu gì thì đánh bằng khiên nó sẽ tốt hơn Nhưng mà đánh Odin thì đánh bằng kiếm Và vừa rồi đối phương đã mất đi tương đối nhiều máu phải về nhà sau đó lên lại khu đường trên thì uh, Satchuman đang có lợi thế kinh nghiệm với cấp độ 3 Còn cái bánh bích quy để có thể tiếp tục trụ đường và đối phương tiếp tục cấu gì với những pha ném gạch Tương đối khó chịu Vì cái tân này là đối phương bị đẩy nên đối phương có thể farm trước trụ một cách hết sức thoải mái Và tất nhiên rồi đối phương sẽ có cơ sở để e Satchuman vào trong trụ nha nhấp nhả liên tục để bếp cái e đối phương đánh tay nhưng mà w không được rồi đánh tay quy dìa thôi cẩn thận nha nhấp nhả liên tục đến tất cả hai bên <laughs> như nhảy tango anh nghe mà e đánh tay quy dìa năm stack đánh tay w bị đối phương phát e vào trong trụ rồi tốc biến ra được hay không tốc biến ra với đắc thắng và đó là solo kill dành cho darius của sao Chirman. ngon anh em ơi một pha solo kill mà rõ ràng là khả năng nhấp nhà của sao là rất tốt đây là một pha mà đã dính stack nội tại rồi anh em nhá đã dính tới ba stack rồi trước đó là con nó đã bị dính stack rồi đánh tay sau đó quy rìa rồi sau đó thì nhấp nhà đứt ly một cú lấy ba stack rồi này sau đó thì kéo e lại để đánh tay và quy rìa. năm stack ha đối phương áp chế sao các bạn nhìn cái e con scar nó là một cái cú e mà nó có nó có cái dạng dịch chuyển đấy các bạn này nó chỉ đơn giản đi bộ sát người nó e một cái là mình từ đây nhảy sang đây ngay tức rồi nó có một cái cú dịch chuyển trước khi nó hất tung như này anh em nhé Và sau đó thì với Tình huống bấm bình bấm bánh rồi đắc thắng các kiểu Sao cho mừng đã sống sót với một lượng máu nho nhỏ Và có được một tình huống solo kill về đóng hai mảnh của trang bị giày thủy ngân là an toàn dữ vậy <laughs> solo kill đối phương xong về đóng hai mảnh của giày thủy ngân chắc cốp ác và tốt đối phương chỉ farm được có 5 CS thôi anh em ạ Đây là mình phân tích rất là kỹ kèo này anh em nhé Bởi vì là cái kèo này mà các bạn chỉ cần đánh ra nữa các bạn đánh không đi được con Skagner thôi Mà để nó farm hòa hoặc là để nó à, áp chế một, một hai quả mà chết trong trụ á là muôn đời nha. các bạn không giết được nó luôn à, Khi nó đã có được nước mắt xong nó build thêm gì mà tàn tích Bemi xong rồi Giày thép gai muốn giết nó cực kỳ khó ấy. Mà lúc đó nó ném gạch vào đâu à mà cái tầm nó có nước mắt nhiều số rồi nó cứ đứng từ xa nó spam quy cho là đa nhìn khóc luôn đó. Thì kèo này bắt buộc các bạn phải đánh đến nơi đến trốn để mà đi đối phương và suy nghĩ cái câu chuyện là băng trụ hay gì gì đó. Đối phương quy W farm lính từ xa. Đây là một tên lính rất to của đối phương. Zac đang là người di chuyển lên khu vực cánh trên cho pha này sao lắc thế nhở? Zac đang gồng súng cao su nhưng mà súng cao su trượt rồi. Bàn tay co giãn kéo đối phương về WQ gì à Thiêu đốt đánh tay kéo E đánh tay 5 stack rồi Đối phương E con rác vào trong trụ và W được hay không đối phương tốc biến đi được 5 stack đốt thì nó chưa đủ sát thương dứt điểm trong pha này Nhưng đối phương cũng chỉ còn lại một chấm máu mà thôi Lần này thì đối phương mới dùng tốc biến này anh em này Pha trước là đối phương không hề dùng Pha trước là một pha giữ 5 stack cực kỳ tốt <laughs> của Sotomon Và khiến cho đối phương bị bất ngờ Pha này thì rác lên hỗ trợ lấy được cái tốc biến của con Scarner phía bên kia Đợt lính rất đẹp ha Đợt lính này đối phương về mất rất là nhiều lính luôn Thậm chí là mất cả xe to anh em ạ Lợi thế có lẽ sẽ là một cấp độ dành cho Darius <laughs> <đợt> của Sautermon <Sartre> Sau này là level 6 chắc chắn là level 6 rồi Mà level 6 thì nó kết hợp với thiêu đốt Là một lượng sát thương chuẩn cực kỳ lớn đầu trận Trong lúc mà những con chống chịu như là Sante hay là Scarner nó Chưa thực sự có nhiều trang bị chống chịu thì những nguồn sát thương chuẩn như vậy chắc chắn là nguồn sát thương rất điểm Tuy nhiên những cái thế đóng băng như này các bạn nên cắm mắt vào bụi cỏ anh em nhé Các bạn nên cắm mắt vào bụi cỏ để làm gì để tránh việc dừng đối phương đứng ở đây đối phương cam một phát Cái tân lính đóng băng này mà các bạn thì bị cam chết một mạng đó. là các bạn mất một đống lính luôn á Những cái tân lính này là thường Scatner nó sẽ gặp khó và nó sẽ kéo dừng lên Bạn không kéo dừng lên thì bạn nhìn cái thế lính này hoài à Đóng băng tầm 3 tên như này đối phương cúp cái game luôn á Thật điên luôn đang che quy đối phương chấp nhận cho đối phương ném đá giữ lại cái thế đóng băng không cho đối phương farm lính mic đam ăn lính giới trụ rất trọn vẹn đến từ darius của sochum đủ tầm e hay không lợi thế dày một so với đối phương quy rìa không thành công mất rồi nếu pha vừa rồi kéo e thì đối phương lại dùng e để rút lui anh em ạ nếu quyết định khởi đầu thử xem là có quy rìa chúng hay không nếu mà quy rìa chúng thì đánh tiếp không thì thôi cánh dưới ván này PK cũng khá là nhiều và thế trận đang là cân cân tân lính đẩy ngược trở lại và dừng đối phương vừa cánh trên ăn sâu rồi anh em ơi rừng mình cũng là ở ngay phía sau có quyền đánh láo nhưng mà rác vừa bị lộ vị trí với một con rác chỉ level 5 tiếp tục là một tân lính chức trụ của scarner tân lính chức trụ của scanner thì những con như a có thể sẽ không ngại lắm nhưng mà đau thì coi chừng nha bởi vì cái nội tại của đau nó đốt sát thương như này mà bị nó e vào trong trụ là trụ chuyển sang bắn ngay lập tức đó nhấp nhả liên tục đánh tay sau đó giật về kéo e đánh tay w q rìa năm stack tiếp tục đánh tay chiều cuối và solo kill dành cho darius của sao mà không cần thiêu đốt tình huống xử lý combo năm stack vô cùng mượt và một con scar level 5 đã không chịu nổi nhiệt đường dựa đang hai vs hai giác quay người trở lại với cái súng cao su để yasuo chăn chối giác đã bị lên bảng đếm số vì không còn nội tại và viego có được cho mình cú double kill mít dừng lục đục nội bộ luôn rồi Một bạn solo kill một lớp khiên trụ và về nhà với một K-8 thì Và các bạn để ý những cái nhịp nhấp nhả của à, Satchelmon nhá, những cái nhịp nhấp nhả đó để tránh cái E của con scanner đó Bởi vì đứng sát người nó kiểu gì cũng bị nó E một cú dịch chuyển vào thẳng trong trụ à Cái này thì mình đánh scanner nhiều mình cũng biết mà Cái thằng nào mà không biết con scanner nó làm được cái gì ấy Là kiểu gì nó bị nó bế vào trong trụ vài mạng à <laughs> còn sát trong băng thì lại là một người đánh con scat cũng rất là nhiều rồi nên là hiểu rồi Hạn chế những cái sai lầm Mà một khi để con scat nó khỏe thì các bạn biết nó rác cỡ nào rồi đó Nó cực kỳ là trâu mà lại còn nhiều đam nữa Bây giờ nó thọt thì nó không nhiều đam lắm nên là mình cũng đỡ ngại ha Nó cũng không trâu nhiều Có thể giết nó được và Mục tiêu kèo này phải là có lợi thế và lăn cầu tuyết nha Trở lại đứng trên với giày thủy Ngân cùng với cái bố gỗ Vừa có sát thương vừa có chống chịu và đặc biệt là có rất nhiều tốc độ di chuyển Nó là thứ cần thiết khi đánh cùng với scanner Một con tướng rất là lù đù và nó cũng có được khả năng Làm chậm Bà từ Q2 đây. rồi từ cả W nữa dũng, đúng, 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 đúng. Bot vừa rồi đã có được hai mạng hàng của, của Senatam Ken tốt rồi Còn đứng trên thì đóng băng fan chiêu chiêu ha Chờ hồi chiêu chiêu cuối giết sau Thua tới hai level đi top là thấy lệch dữ lắm rồi Phần này quy diệt không thành công nhưng mà kéo E được hay không Kéo E không thành công luôn rồi Hơi bị thiếu tầm một chút Và đằng nào đường lính cũng đẩy thì quyết định bung QW Đẩy đường nhanh đến từ Sochimung để Có thể suy nghĩ đến câu chuyện băng trụ Scatner đã không có nhiều máu anh em nhé Nó chỉ có một tí giáp mà thôi và nó đang phải farm từ xa với những cú quy ném ra từ Một cái nước mắt nữ thần đang khoảng chừng vài chục số Rừng lúc này đang ở cánh dưới farm lên cánh trên anh em ơi Nếu mà an toàn ở những cái tân như thế này các bạn Thì không cần phải đánh nhau nhiều Đi chỉ số farm thôi WQ gì à? Cấu rỉa à xương xương ha Viego cánh trên rồi này anh em này Giác quyết định chạy sang rừng đối phương ạ Ây da à. Thế này thì kéo tốt mình lại phải tự chơi rồi E không thành công rồi Bị đối phương cấu ở với những pha ném đá từ xa Nó còn là... scat nó rất là thích đánh theo kiểu cấu gì anh em ạ Nó có nước mắt mà nó cứ spam quy hoài à Đầu trận thì nó gặp vấn đề năng lượng rất nặng luôn á Nhưng mà từ khi nó bắt nó tầm 100 số thì Nó có thể spam quy liên tục rồi Dừng đối phương vừa ở cánh trên anh em nhé Trước đó thì tôi tính nói là dừng đối phương ở cánh trên Còn dừng mình ở cánh dưới thì hạn chế đánh nhau một tí Nhưng đây là một pha lấy 4 stack, 5 stack thiêu đốt có Đối phương bỏ chạy nhưng mà chết chắc rồi anh em ơi 5 stack đốt cùng với thiêu đốt thì cũng Tanh cũng chịu không nổi anh em à Pha này dừng mình ở cánh dưới Dừng đối phương cánh trên nhưng mà vẫn chơi được Và Talia là người ra đón cái tân lính này Dành cho con Skagner Và các bạn thấy cái kèo này để lấy 5 stack không khó ha con Skagner nó có cơ động hay không không cái e của nó là một cái kỹ năng mà nó nó cũng là dạng lướt đó nhưng mà nó mất một chút thời gian để lướt ngay bởi vì cái nhịp đầu tiên của lướt thì nó lướt rất là chậm và cái nhịp đó hoàn toàn có thể bị cái e của Darius Counter hoặc thậm chí là vừa rồi dùng e trước luôn cũng được e đánh tay sau đó đánh tay wq gì đánh tay và thứ đốt chiêu cuối để dứt điểm với năm sách nó không phải là một cái gì đó quá khó Vấn đề ở cái lối chơi này là gì? Hiện tại thì lối chơi này vẫn đang mang lại 100% tỷ lệ thắng dành cho Sotomong ở tại Rank Hàn Vấn đề của lối chơi này là đến khâu team fight các bạn Không có tốc hành Không có tốc hành đến khâu team fight nó sẽ rất khó khăn cho Darius trong việc tiếp cận tuyến sau Thì đây là một cái đánh cược thôi Một cái đánh cược là nếu như mà cánh giữa các bạn không đến mức quá thua Hoặc là ở thế trận ngang ngang ấy, Thì top nó sẽ có kèo hơn thì nó sẽ không đến mức quá khó chơi nhưng để cái giáo án này mà gánh tin theo hệ một vế chín á nghĩ là khó lắm lỡ mà cánh dưới mà thua quá chẳng hạn là bảo con đao này gánh tim nó cũng tương đối khó khăn đấy nha đặc biệt là trong một meta mà cặp bot của đối phương có thể sẽ có những con tướng rất là cơ động ví dụ như là jerry rồi Ezreal các thứ đó các bạn mà không có tốc hành để mà chạm vào nó thì cực kỳ khó luôn nhưng mà cứ đánh cược đi Cứ đánh cược là bot mình biết ừ. chơi đây anh em <laughs> Ván này xanh quá xanh luôn đấy Mid Yasuo đang hơi lỏ nhưng mà ừ. bot thì ok Vừa nói xong thì bot chết hai rồi Có thực sự là ok không các bạn Hả, à, chết hết luôn ạ phải <cười> 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 bot không ok thì chịu thôi Giờ cái top này nó đang gáp như thế này Nhưng mà bảo nó gánh tim thì cũng, cũng Có giới hạn nha Đừng có fit quá nha một là cân, hai là thua ở mức độ nhẹ nhẹ thôi Chứ thua nhiều quá là không thể gánh được anh em ạ Tưởng tượng mà bên phía bên kia nó con Sena tầm trăm hồn nó đứng từ xa nó gãi gãi W xong rồi Darius không có tốc hành biết làm gì luôn là... nữa Mid thì Yasuo lúc này gọi là đánh như trôn rồi À kéo tốt đến đây là xong rồi ha Kéo E đánh tay W Quy Rìa phản kích đánh tay 4 stack 5 stack đối phương đang cố gắng lựa góc để E và thêm cả chiêu cuối nữa Rồi WR mày đi W Quy Rìa đối phương Flat đi Không R à ta? R level 11 mà nhờ R quả vừa rồi đủ đám đấy anh em Đối phương có 400 máu này Chỉ lấy được cái tốc biến mà thôi Hồi E rồi E W Quy R chết Đi Vẫn có solo kill nhưng mà Mất máu hơi nhiều Virgo áp sát với cú W và né nhẹ cái W đối phương quy dìa này Sau đó thì cứu tôi anh em ơi, Jack ơi Nắm đầu nó lại tôi có Dam, tôi còn R, Q, Z, W, phản kích Và đó là shot đào 800 dành cho Darius của Sơn Trân Vương Wow, wow, wow Big, 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 big Ngon anh em ơi Cái nhịp đầu là cái nhịp mà mình nghĩ là nên dùng chiêu cuối giết con Scanner luôn Nhưng mà đối phương tốc biến đi thì chịu Ông ấy tính tiết kiệm chiêu cuối hay gì, tính Q, Z giết người ta Nhờ đã có cái chỉ phản kích này là cảm giác VK khỏe rồi ha Lại còn cấp độ 11 nữa Sắc thương chuẩn từ chiêu cuối được cường hóa thêm tương đối đáng kể Và thậm chí là vét được cái mạng của Viego tới 800 tiền Giàu điên Xong rồi Yasuo đứng giữa bú luôn cả cái trụ của con Viego rồi Ngon 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 những cái tình huống cân 2, cân 3 như thế mà team biết chơi một chút đó các bạn Nó cực kỳ lời luôn đấy Và con scanner nó sẽ có xu hướng là đi sát sát người con rớt một tí để nó e các bạn à, Vừa rồi thì e đúng là e r vào trong trụ đó nhưng mà đây là thời điểm quá trễ rồi Nếu như đó là khoảng thời điểm cấp độ 3, cấp độ 4 là cút rồi à, Cấp độ 6 cũng cút luôn đó Cấp độ 6 với cái r scanner nó áp chế quả vừa rồi là đam trụ không á Nhưng mà đến thời điểm này thì đồ tương đối nhiều, cấp độ cũng cao Tầm mấy chục giáp như thế này cùng với gần 100 giáp rồi Cùng với hơn 2k máu thì một pha e một pha r trong trụ của scatner với tầm ba bốn hit đánh nó chưa thể đánh gục con đa đứa này được mà vì đối phương cũng thọt thì đối phương không có đam đấy các bạn có những dấu ping cảnh báo và scatner đang có định e lên và sau đó thì sao có thể sẽ gặp nguy hiểm tốc biến ngay lập tức để có thể thoát chết đây không phải là hai người anh em nhé cái top mạnh nhất là cái top ba người rồi nếu như pha này có hai người mình nghĩ là giết được với tốc biến với chiêu cuối cấp độ 12 với cái chỉ phản kích là giết ok luôn á vấn đề đây đối phương tức ba người mà đối phương ba người lại còn sát thương phép, sát thương vật lý hỗn hợp nữa Nên là chỉ cần mình uh, lùi về thôi Giữ mạng được là cánh dưới các đồng đội đang tự động biết khai thác những cái lợi thế khác Và lợi thế ở đây lúc này đang là trụ đường dưới cho Kai Sa <laughs> Waybot và Waymit đẩy cực kỳ tốt Nhưng mà Kai Sa đang có vẻ là gặp một chút những cái vấn đề ở đây Chưa cuối còn, từ chưa cuối xuống rồng chạy ha Quay lại bắn luôn vì có Yasuo nhưng mà Sena cũng đã xuất hiện Skagner lúc này bỏ lên top rồi Đối phương vừa có một pha ăn sứ giả và kéo ba người lên cánh trên lấy cái trụ của Sochumon. Một cái trụ nó còn full cây nhưng mà đối phương ăn vẫn rất là nhanh Còn cánh dưới có lợi thế rồi đấy anh em này Cánh dưới là Kai'Sa cùng với Yasuo vừa lấy được mạng của Ken Tính khai thác con Darius đang rất là xanh của Sochumon nhờ gặp ngay ông Hoàng đánh cánh yếu <laughs> Và... Sủa tương đây rồi đối, đối phương bắt xuống đúng. yasuo thì mình lại vũ trụ đường trên nói chung là cứ nhấp nhả là như thế đấy anh em nói chung là đối phương đánh mình thì mình chạy còn đối phương xuống canh dưới đánh đồng đội mình thì mình lên mình ăn trụ thôi dùng e ăn cản lính đó. như vậy ván này món trang bị thứ hai mà sao cho mong hướng tới có thể sẽ là một cái móng bút star ở đây cấp độ 13 rồi mắc q mắc e rồi mà rất là một chất tướng không ngại tanh anh em nhá Nó vừa có E xuyên giáp mà nó vừa có cả Sức tướng chuẩn đấy Nên là mang theo cái thứ đốt này thì nó đi đường gọi là trên đầu trên cổ những con Chống chịu rồi à. Chỉ sợ là đến mid game Team fight nó hơi khó thôi Chứ nó luôn luôn đảm bảo một đường thắng Mình nghĩ là tỷ lệ thắng của Darius mà mang thiếu đốt đường trên gặp những con tanh gặp đấu sĩ thì chưa biết nha gặp đấu sĩ thì cũng có nhiều con đấu sĩ mạnh nó cũng có mà có có thể mang thiêu đốt ví dụ những kèo như cho thiêu đốt hay là set thiêu đốt cá sấu thiêu đốt các kiểu là đa cũng chưa chắc ăn được len nhưng mà gặp những con tanh thì tỷ lệ ăn len là khá cao nhưng mà nó có hạ sử dụng thôi đến team file nó cực kỳ yếu bắt buộc các bạn phải có lợi thế đi đường để lấy lợi thế về mặt trang bị ví dụ không có phép bổ trợ tốc hành bước vào con ad phía bên kia chắc chắn là ăn tầm bốn năm đòn đánh tay rồi Nhờ bạn có được lợi thế trang bị thì bạn chịu bốn năm đòn đó cũng không sao đây là một pha team file mà đồng đội đừng giữa đã nằm xuống vị trí của Kai'Sa xa so, cho mà không có tp đi bộ ra đến nơi thì tàn tiệc rồi mất Kai'Sa xa và quyết định đến từ team so mà phải là về đép trụ mít mà thôi may mắn lúc này đang không có mục tiêu lớn đồng đội có mở này anh em này có giác cùng với Yasuo cái đội hình mà có đa tiến tuyến đầu không có tốc hành xong lại còn gặp team không có mở các bạn tầm đấy là đến 15 phút là thấy game nó khó kiểu có xanh cũng thấy nó khó ấy nhưng mà may mắn ván này là đồng đội có mở nha rất nhiều mở đặc biệt là giác đi rừng nó có khả năng mở tức là không phải là đa rước đốt ván nào cũng win đâu các bạn nó nó tùy vào đội hình nữa đó nó tùy đồng đội nữa đó đồng đội có giác Yasuo hơi mở rất là tốt này thì đôi khi mình không có tốc hành mình đi bộ vào được Với khả năng mở tốt đến đồng đội Tình huống đẩy rất là cao đến từ vị trí của Virgo Không biết là đang đi đâu Dí theo đến từ Yasuo cắm mắt ra Và sau đó thì Viego cấp độ 13 Đang chạy về phần rừng của team Sotomon Và Sotomon sẽ tiếp tục đẩy tiếp khu đường trên Trong khi đó thì Yasuo đã bị bắt Và sau đó thì Yasuo chết chay với một <laughs> tình huống nhặt rác của... Yasuo lên <laughs> Rác tung nảy nảy này, này, này. Vãi con Viego xanh dữ ấy. Đi lùng nó xong hồi chết ngược một thằng mít luôn Sau đó thì đối phương vẫn còn một lượt chiêu cuối để có thể bỏ chạy Nhưng đối phương quyết định là quay ngược trở lại Đối phương mất flash để có thể rút lui sau một pha chơi dại hmm. Một con Vigo vừa có một pha cân tim Và thấy là scanner bú luôn một cái trụ bot Mít mình hơi lùng Đứng ván này chắc là chỉ để lấy CC thôi Dam không bao nhiêu hết nhưng không sao cai -sa lúc này đang xanh Cai xa và hơi có lợi thế đi đường là được Để chi nó nó bù sát thương phép mà Team này đang có một lượng sát thương vật lý rất là lớn ở cánh trên Với Darius cùng với Yasuo Thì cai xa Huy sẽ bù sát thương phép Nhưng Yasuo đang không năm hai rồi Thọt vãi cả trưởng ông vẫn lên vô cực đồ hai Mắc diệt với vô cực luôn Sao không lên kiểu nọ tử thủ hay gì đấy nhở Thôi được rồi <laughs> Chăn chối xong chặt được bao nhiêu đam chết cũng được anh em ạ <laughs> Nói chung là Xanh thì lên tanh mà thọt thì lên đam ha Cũng đúng ha Lên như đấy đam chặt được thế nào chặt không chặt được thì thôi anh em Kiểu có lên đồ thủ vẫn phế có pha chiêu cuối khép góc tới từ Taliyah Nhưng quang đệ chân đã trượt rồi Mà tầm mà không có cái gì để mở ấy các bạn Nó cực kỳ khó chơi luôn Bây giờ nếu mà đối phương đang né giao tranh như thế này mình phải mở Hoặc là mình muốn có những pha ép Baron chẳng hạn Mà đối phương kéo ra để cản Thì mình phải có cái gì đó để mở ra Nếu đội hình nhiều mở thì mở trực tiếp Còn nếu mà đội hình ít mở thì ép Baron Sau đó thì đánh mở trở ra với những kỹ năng mở là tốt nhất một pha đi bộ kéo e sau đó thì quy bị đối phương tốc biến áp chế và sau chúng đang gặp nguy hiểm tốc biến đi mà thôi mất máu nó quá nhiều rồi quay ngược trở lại với cú quy dìa. double kill dành cho cú quy vừa rồi của sochem đồng đội con gì để mở hay là baron đây baron đây baron đây tầm này nếu như đối phương muốn đánh thì là ba đánh năm đối phương không muốn đánh đúng không thì có baron cho tên mình kiểu gì cũng win thay vì đi gì đối phương đối phương chạy mình không dí được thì mình ăn baron là đối phương tự động phải kéo ra một cái logic hết sức cơ bản mà thôi Đối phương đúng là sẽ kéo ra để có thể cạnh tranh Baron Nhưng mà góc vào Baron cho Talia nó là như thế nào đây Senna cắm mắt xong thấy Baron quá yếu Đi bộ lên kéo E đánh tay Và sau đó thì Quy Diệp đánh tay W Chiêu cuối và đó là mạng thứ 8 dành cho Darius của Mừng Legendary Mày quá cái team này nó có mở anh em ạ Team này nó có CC Đánh Darius không có tốc hành xong rồi đi bộ vào Quy ăn phát hai mạng Sướng Nên là Hiện tại Darius không phải là một con tướng khỏe anh em nhé Nó là một con tướng yếu đó Nó nập cái tốc hành rất là nặng Nhưng mà nếu mà đội hình đẹp đẹp một tí là vẫn pick vào chơi được nha Mà giờ cái tốc hành nó bị nợp thì thôi mình đánh thua đốt cũng được ha Đảm bảo cái lane win Và hy vọng là đồng đội canh dưới Một là đừng fit quá nhiều cho AD đối phương Những con Jerry, Kai'Sa hay là Eri nó quá xanh Hai là đừng Hai là phải có một tí mở Đừng pick cái đội hình nó tù quá Bản thân Darius nó đã tù rồi Bây giờ pick đội hình tù vào là Tí nữa chơi game toàn là đứng nhìn nó xả skill ấy Và ưu tiên trong kho đồ lúc này nó sẽ là những món trang bị chống chịu Theo xu hướng là cộng tốc di chuyển Ví dụ như là giáp liệt sĩ Ví dụ như là cái giáp thiên nhiên Nó sẽ là những món cộng tốc di chuyển rất tốt Dành cho Darius vì đã không có tốc hành rồi thì đi bộ đến bằng tốc độ di chuyển cơ bản nó sẽ là tối ưu Yasuo đang có một pha Ê, <cười> Ê. <cười> Scanner E xong rờ xịt Vì Yasuo vẫn còn một con lính ở kế bên để E sang ngang ở Chứ quả vừa rồi mà không có con lính đó là nhiều khi mất flat đấy anh em ạ Thậm chí tệ là chết luôn đấy Rồi mất chiêu cuối của Scanner rồi bên kia đép kiểu gì đây Yasuo về sau đó TP xuống Waybot Tiếp mấy tục mấy bị mấy nơi bế vào trong trụ trong mà E ra được tầm, tầm này Yasuo không? cầm vô cực rồi nha Chặt cũng có tí đam nha Đồng đội giao tranh thì giác mất máu nó hơi nhiều thì phải giác vẫn rút lui thành công Và đối phương truy đuổi theo và giác có vẻ như mất phân bào Không có TP nào đến từ đồng đội để cứu cái phân bào này cả Chấp nhận câu chuyện Là mất đi Jack mất thêm cả Yasuo <laughs> Tim lỏ dữ ấy Không sao vẫn còn đó cai xa và hoi đang rất là khỏe nhưng mà con baron này chưa ăn được mega anh em ạ ăn luôn trụ bot là ngon rồi ping chấm hỏi liên tục thêm một cái đai thanh thoát nữa dừng đối phương là năm không sáu anh em nhé nhưng mà tốt đối phương là không năm đối phương có một con viego rất nhiều sát thương ở đây Xe tam ken thì cũng không xanh lắm Đặc biệt là con tam ken fit 110 rồi ừ. Tất nhiên nó vẫn sẽ có tác dụng trong việc tanh Hoặc là nó sẽ có tác dụng trong cái việc là Cover một chủ lực của nó thôi Nhưng mà nhà mình cũng đang có một con Kai'Sa rất khỏe anh em ơi Kai'Sa trăm bị rưỡi rồi Phía đối phương cũng có một nguồn số thương phép lớn đến từ vị trí của Talia nên bắt buộc mình phải lên kháng phép anh em nhé. Mà kháng phép ở đây nên lên, lên nó nó sẽ là một cái rất thiên nhiên. Một pha bắt bớ sao cho mừng bất thành đến từ bên phía của team 1 và con Darius đa đang dí lên nhưng bị áp chế tầm tối đa dính quăng địa chấn và cút rồi anh em ơi. 10 cái Starak. 10 cái Starak mới cứu được ạ. Một pha E. <laughs> Ê... Sau đó thì lên bản đếm số đến từ sau cho mừng mà thôi. Làm phép nó nhiều quá. Dính một cú áp chế vào cúc luôn ạ Pha này thì cánh trên chưa đẩy được quá cao để ăn mega rồi Nhưng công nhận là giáp liệt sĩ đang bổ sung một lượng tốc di chuyển cực kỳ ổn đấy anh em nhé Kiểu như đối phương bắt mình không được xong mình quay lại mình dí mình E đối phương luôn á Nhưng quả vừa rồi dính một cái áp chế của scanner Dính một cái áp chế tương đối nặng bị shot down rồi và giác có một pha e sau đó thì quy và r Yasuo chăn chối la vào chém tay liên tục và có mạng cho Yasuo hai mạng cho Yasuo trước khi lên bảng Nice một đổi ba đến từ đấng Yasuo từ 07 thành 27 rồi có tí gọi là comeback ở đây nó cứ lên đồ như Yasuo ha vào chặt chết thằng nào chết mình chết được <cười> <cười> team con rác nó mở ngon quá mà nó flat lên e lên nó quy sau đó thì nó rờ nó hất tung liên tục ấy Yasuo chăn chối vào chém mấy thằng mỏng mỏng như là Viego hay là Sena thôi sau đó chết cũng được kiểu như khi lên nỏ tử thủ nó vẫn mỏng quá ấy. mà lại còn không có đam để mà giết những con từ phía bên kia nữa đúng là thọt thì lên đam giết thằng nào hai thằng đấy xong chết cũng được Hai mảnh của cái trang bị giáp thiên nhiên rồi Một cam mốt Còn thiếu tầm 400 Tầm 400 này là cũng mất khoảng Phút hơn đấy anh em nhé Phút hơn 2 phút đó Tầm phút là có thể ăn được hai way là ngon rồi hai quay có xe là ok Cũng may là tham minh này đang chưa có mục tiêu lớn chờ có được cái rác thiên nhiên ở đồ thứ tư là có thể triển khai baron tốt rồi về cấp độ thì đã cấp độ 16 rồi anh em nhé rồi rác mở rất tốt nhưng mà đó là một pha tuyệt mệnh đến từ Viego tuyệt mệnh không qua được bức tường vừa rồi đó là mạng dành cho Darius của Sotomon một pha di chuyển lang thang và bị bắt lại tới từ vị trí của Đi, Viego một con tướng cũng không có sức chống chịu quá trâu lợi thế về người dành cho các thành viên bên phía của team Sotomon ở đây hoa soi sáng phát hiện ra con bùa xanh vẫn còn nhưng mà dừng đối phương cũng đang ở rất gần anh em nha Giác bơi thẳng vào với cú trừng phạt Và sau đó thì hất tung đối phương lên bằng E Quang địa chấn bỏ chạy đến từ vị trí của Salia kéo E con Tam Ken lại Sau đó thì phản kích làm chậm quy dìa Đối phương nằm xuống rất nhanh với mạng dành cho Giác Rồi quay ngược trở lại xử lý cái mạng của Tam Ken Nhưng cái xa bú luôn Ôn mít luôn hay chăng đây Senna đang là người bị giữ chân lại với một chấm máu Yasuo có mạng của Senna Và sau đó sẽ là một pha trụ trước người sau hay không Trụ đi anh em ơi Tốc biến còn phản kích sau đó thì E đánh tay W Quizier. Chiêu cuối nhưng mà Yasuo là người dứt điểm cái mạng này chứ không phải là Sao Mặc dù vậy thì cái chưa cuối vẫn được reset anh em nhé một cú quét sạch và đồng nghĩa với chiến thắng dành cho team Sacho ở tham minh này. Viego đang lò dò đi ra. Một V5 được hay không? Quá khó cho Viego. Kéo E đánh tay W. Q phản kích. Một mạng nữa dành cho Darius của Sacho với tình huống chiêu cuối. Chiêu cuối cấp 16 giờ đam giác điên. Xong rồi dứt điểm được người nó lại còn Đãi cung đao ngay lập tức nữa. Đây là lý do vì sao mà con Darius lúc này nó sẽ mang theo thời đốt đi tốt nhiều hơn là tốc hành anh em nhé Đặc biệt là gặp những cái kèo tanh ấy các bạn Thì mang theo thời đốt nó đảm bảo một len win Và dùng cái lợi thế thiêu đốt đó để các bạn có thể Tạo dựng lợi thế cá nhân và vượt trội về mặt trang bị Trước khi bước vào những pha team fight nó sẽ là điểm yếu của Darius khi mang theo thứ đốt Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi một ván đấu mà Sao đã thể hiện cái kinh nghiệm kiểm soát kèo ha Đây là một kèo đấu mà các bạn cần phải thể hiện cái kinh nghiệm bởi vì nếu như không đủ kinh nghiệm đánh cái kèo này ấy là rất dễ bị con Skarner e vào trong trụ và rất rất chết, rất dễ chết. Mà đi đường các bạn chết tầm một hai mạng vào tay con Skarner thôi là các bạn sẽ thấy con tướng nó rác điên à. Nó sẽ không chết mà nó sẽ có đam để giết các bạn nha. Nên là kèo này là kèo mà các bạn phải đi nó từ ngay những cấp độ đầu. Nó cũng giống như kèo với con Sante hôm trước mình làm vậy. Rồi cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở trong khác trên kênh Văn Tùng nha. Bye bye.